Rồi, xin chào mừng cả nhà mình tiếp tục quay lại với kênh Đồ Cổ Cần Thơ vào chiều tối ngày 11 tháng 4 nha. Tối ngày 11 tháng 4 này cũng có rất nhiều sản phẩm để gửi đến cả nhà mình ha. Trên màn hình của mình đó là tổng quan một số loại sản phẩm giao lưu cùng cả nhà mình vào chiều tối ngày 11 tháng 4 nha. Ở trên đây là nó có rất là nhiều loại sản phẩm khác nhau và nó theo từng mã số khác nhau để cả nhà mình, nếu mà có nhu cầu sưu tầm thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên trên màn hình của em nha. Rồi bây giờ đầu tiên trước nha, giới thiệu cái nhà mình một sản phẩm rất là đáng để sưu tầm ha. Đầu tiên là một cái điện thoại để bàn của Nhật nha. Đây là một hàng được xuất đi châu Âu, hiệu là Kada đây ha cả nhà ha. Trên này có mình thấy có hiệu nha, trên này mặt số còn rất là đẹp. Hàng này được sản xuất từ những năm thập niên 1960-70 nha. Ở đây là mạ vàng tay cầm thì bằng nhựa nha, hình thức là đang hoạt động rất là tốt. Những hàng này là được Nhật xuất đi châu Âu vào những thập niên 1960-70 ha, tình trạng là còn hoạt động rất là tốt, mặt số còn rất là đẹp nha. Cái này về là bao cả nhà mình sử dụng tốt hết nha. Cả nhà mình nếu mà có nhu cầu siêu tầm thì em sẽ gửi cái clip của cái điện thoại đi qua cho cả nhà mình coi luôn ha, tình trạng là đang hoạt động tốt hết, về mình đấu like vô mình sử dụng nha. Rồi cái này mã số 1, giao lưu cả nhà mình 3,5 triệu cho mã số 1 này nha. Rồi tiếp theo mã số 2 hôm nay cũng là một cái điện thoại của Nhật luôn nha. Con này thì đẹp hơn con kia ha. Con này được hình thức rất là cổ điển ha, mang đậm phong cách châu Âu nha. Nhưng mà hàng này cũng của Nhật luôn, xuất đi châu Âu, xuất thị trường châu Âu ha, vào những thập niên 60-70 luôn nha. Ở dưới đáy nó có chữ da băng luôn cả nhà mình ha. Còn có đầy đủ dây lai luôn nha. Rồi tình trạng là đang hoạt động rất là tốt luôn nha, cho con coi dòng này luôn ha, rất là đẹp. Con này thì em cũng có clip test để gửi đến cả nhà mình luôn nha, nếu mà có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ trực tiếp em ha, hoạt động rất là tốt nha, còn nguyên một sợi dây rất là dài để mình đấu vô. Rồi con này cũng có giá là 3,5 triệu nha, 3,5 triệu cho cả nhà mình, nếu mà có muốn sưu tầm liên hệ trực tiếp em ha, rất là đẹp nha cả nhà mình ha. Đây tình trạng mặt số còn rất là đẹp, rất là đáng để sưu tầm nha, không thể chê vào đâu được những sản phẩm này ha. Rồi 3,5 triệu cho mã số 2. Rồi mã số 3 hôm nay là có về được một cái ấm trà nha, chất liệu bằng đồng chạm bạc, mà hôm trước là cũng có về một cái mà giới thiệu cả nhà rồi ha, là một cái biểu tượng, đó là hình nguyên cái con cá đây, con cá chép, trên cái quai cầm cũng là con cá chép luôn nha. Chất liệu bằng đồng rất là đẹp, rất là đáng để sưu tầm ha. Ở trong thì rất là sạch luôn á. Rồi cả nhà xem phía trong luôn nha, rất là đẹp. Ở dưới đáy thì cũng có mộc luôn, rất là đáng để sưu tầm nha. Tổng trọng lượng là cỡ khoảng 700g ha, chiều cao là cỡ 8cm, bề ngang là 15. Rồi cái này thì mã số 3 giao lưu với cả nhà mình là 900.000 cho một cái ấm đồng chạm bạc nha, rất là đáng để sưu tầm nha. Cái ấm này có giá 900.000 ha. Đây là mã số 3. Tiếp theo mã số 4. Mã số 4 hôm nay đó là một tác phẩm rất là đáng để sưu tầm ngay cả nhà mình ha. Đó là một cái bình rượu được làm từ gốm Biên Hòa xưa nha. Rất là đẹp nha, rất là đáng để sưu tầm cái bình rượu này ha. Để cho cả nhà mình xem ha. Cái bình rượu nghe, chất liệu bằng được làm bằng gốm Biên Hòa, chiều cao là cỡ khoảng 24cm nha. Cái này bề ngang là 23cm. Ở đây nó có cái nắp nha, cái nắp để bỏ cái bình rượu nè, cái nắp là mình để mình đậy lại ha. Bình rượu này rất là đẹp nha, đây gốm Biên Hòa xưa ha, rất là đẹp. Đây là có tích luôn ha, em lật cái cả nhà xem luôn. Đây bên này rất là to nha, bình rất là to, rất là đẹp và cũng rất là đáng để mình sưu tầm ha. Đây cái này giao lưu với cả nhà mình là 900.000 nha, 900.000 cho một cái bình gốm Biên Hòa xưa ha, bình rượu nha, rất là to nha, rất là đáng để sưu tầm ha. Đây là mã số 4. Rồi mã số 5 hôm nay tiếp tục vẫn là một cái
cái bình rượu gốm Biên Hòa nữa nha cả nhà mình ha. Nhưng mà nó tích là tích có ông thọ, tình trạng nó đã cũ nhưng mà còn lành tích, rất là đẹp nha, rất là đáng đi sưu tầm ha. Để em đo cho cả nhà mình xem luôn nha. Chiều cao của cái bình này nó rơi vào khoảng 24 cm nha, bề ngang là 23 cm, chất liệu là gốm Biên Hòa xưa. Ở đây có tích ông thọ ha, rất là đẹp như cả nhà mình ha. Cái này là về mà bỏ rượu vô, rủ mấy anh hàng xóm uống ok luôn á. Cái này mà ai mà tủ lượng cỡ nào cỡ cũng uống xong một cái bình này là xong, là không có đường nào mà tỉnh được chân nha. Rất là đẹp nha, vừa trưng bày vừa sử dụng luôn, rất là đẹp ha. Ở dưới đáy này có mọc luôn nha cả nhà mình ha. Cái này là cũng có giá giao lưu cả nhà mình là 900.000 nha, cho một cái bình rượu gốm Biên Hòa xưa ha, rất là đẹp nha. Tích ông thọ, hai bên là có hình ông thọ ha, trường thọ. Rồi cũng 900.000 luôn nha. Rồi mã số 6 hôm nay là em cũng có về được, cũng vẫn là một cái bình luôn nha. Hôm nay là được có ba cái khác nhau, để cả nhà mình có muốn sưu tầm thì liên hệ em ha. Cái này là tích gì đây, em thấy nó có hình như con rồng này, chiều cao cũng cỡ khoảng 25 cm, bề ngang là cỡ 22 nha, cũng là dựa trên nền gốm Biên Hòa xưa ha, rất là đẹp, rất là đáng để sưu tầm luôn nha. Bình rượu nữa nha, cái này bỏ rượu vô uống là bao xỉn nha, cái này là không xỉn là không lấy tiền nha, tại vì rượu với gốm nó không liên quan với nhau chứ nha, đảm bảo bỏ rượu vô đây uống bao xỉn luôn nha. Nói gì chứ cái bình này rất là đẹp như cả nhà mình ha. Nếu mà về trọng lượng của nó cỡ khoảng 1,5 kg, cái này cũng giao lưu với cả nhà mình 900.000 nha, 900.000 cho một tác phẩm này nha. Mặt số 6. Rồi tiếp theo mặt số 7. Mã số 7 hôm nay là một tác phẩm rất là đáng để sưu tầm đây, và cũng rất là đẹp, cũng là một bình rượu ông thọ. Nó được thiết kế rất là độc lạ nha cả nhà mình ha. Thứ nhất là chính giữa, chính diện của nó là hình ảnh ông thọ, cái tay cầm là hình ảnh là giống như là cái đầu con hạc á, còn cái miệng gót ra là cái đầu con nai, thường là ông thọ hay đi chung với nai đây này. Ở trên đây là cái cây gậy của ông thọ là rồi nha, gắm vô. Rồi bên đây có cái nắp để mình bỏ rượu vô ha, cái này cũng hơi bị độc nha, rất là đẹp nha, rất là đáng để sưu tầm nha. Mã số 7 rất là đẹp như cả nhà mình ha. Rồi mã số 7, để em lật đáy lên cho cả nhà mình xem luôn. Đây đáy này sợ là nó gớt mấy cái nắp của mấy ổng ra nên là em hay dán băng keo lại cho dính cái nắp lại. Rồi cũng giao lưu với cả nhà mình cái bình ông thọ này luôn, cũng 900.000 nha, 900.000 cho một bình rượu gốm Biên Hòa xưa nha, tích ông thọ, trường thọ ha. Đây rất là đẹp, rất là đáng để sưu tầm nha cả nhà mình ha. Rồi đây là mã số 7. Rồi mã số 8. Mã số 8 hôm nay là em có một cái song trầm. Cái song trầm này cũng hơi bị độc nha, song trầm được làm từ gốm Biên Hòa luôn nha. Cái tích là nguyên con lân, kỳ lân hoặc là quả kỳ lân nha. Để gần cho cả nhà mình xem ha. Ở đây, thứ nhất là về cái mình đốt trầm thì mình bỏ trầm vô trong đây ha cả nhà mình ha. Rồi sau đó khói nó sẽ lên từ cái miệng, nó phà ra từ cái miệng con lân nha, một hình ảnh rất là mang đậm tính chất phong thủy nha. Cái miệng con lân này ha, nhìn rất là sắc nét. Khi mà mình đốt chậm nó sẽ ra ở chỗ mấy chỗ này, ra chỗ hai cái chỗ miệng của lân ha, và lỗ mũi. Để em đo thông số của cái song chậm này nha, chiều cao là cỡ khoảng 22 cm cả nhà mình ha, bề ngang là 17 cm. Rồi cái song trầm này giao lưu với cả nhà mình là 850.000 cho một cái song trầm lân nha, rất là đáng để sưu tầm ha, không thể nào bỏ qua được nha cả nhà mình nha. Cái này về để ở trên bàn làm việc phòng khách thì khỏi chê vào đâu được ha. Rồi tiếp theo là cũng có một cái song trầm con lân nữa, lân nhưng mà lân này màu khác nha, màu khác rất là đáng để sưu tầm luôn. Đây hình ảnh cũng là hình ảnh dựa trên nền tảng là con lân ha, con
lân phong thủy xong trầm, bỏ trầm vô đây đốt luôn nha. Rất là đẹp, rất là độc, rất là lạ, rất là đáng để sưu tầm luôn. Chiều cao của cái sông trầm này cũng rơi vào khoảng 22 cm, bề ngang là 17 cm nha. Rồi cái này thì giao lưu với cả nhà mình là cũng là 850.000 cho một cái sông trầm gốm Biên Hòa xưa nha. Cái tích là kỳ lân ha, rất là đẹp. Rồi tiếp theo mã số 10 hôm nay là em có về được một cái khay, một cái khay chất liệu bằng đồng vuông nha cả nhà mình ha. Cái hình tượng đó là cá di lạc, không phải di lạc mà là hình tượng là đồng tử ôm cá chép, rất là đẹp. Bề ngang khuôn là của cái khay là 20 cm, chiều dài là 25, chất liệu bằng đồng ha, và sau là có mộc luôn này cả nhà mình ha. Tổng trọng lượng là cỡ khoảng 700 g. Rồi cái khay này giao lưu với cả nhà mình 750.000 trong một cái khay ha, mã số 10. Rồi mã số 11 hôm nay đó là một cái cặp bình đồng nha cả nhà mình ha, là một cặp bình đồng đồng nhỏ. Cặp này thì thường mình hay để cho bàn thần tài thổ địa ha, hoặc là những bàn thờ nhỏ thì mình hay để cặp này. Chiều cao của cái cặp bình đồng này nó rơi vào khoảng 17.5 cm nha, bề ngang là 5 cm, nhưng mà nó được chạm rất là đẹp. Dựa trên nền tảng là hình ảnh long phụng nha, một bên là con này là rồng đây, rồng ha. Rồi còn một bên là phụng, rất là đẹp. Hai hình tượng rất là thân thuộc đối với người dân Việt Nam mình ha, long phụng sum vầy ha, rất là đẹp, rất là đáng để sưu tầm nha. Cặp này có giá giao lưu cả nhà mình 1.300.000 cho mã số 11 nha, 1.300.000 cho mã số 11. Rồi một sản phẩm nữa là mã số 12 nha. Mã số 12 đó là một cái khay đồng của một cái bát ngang chất liệu bằng đồng, dựa trên nền tảng là khắc ăn mòn nha, hình ảnh là song long tranh châu ha, hình ảnh khắc ăn mòn. Bên đây là một con rồng nha, bên đây là một con rồng luôn, chính giữa là một giống như một quả châu nha, dưới đáy là kênh của nhà mình xem luôn ha. Tổng trọng lượng của nó cỡ khoảng vòng khoảng 1.5 kg nha, chiều cao là 10-15.5 cm, đường kính miệng là 13 cm nha. Cái này giao lưu với cái nhà mình là 1.300.000 nha, 1.300.000 cho một cái bát ngang rất là to này ha, rất là đáng để sưu tầm nha. Chất liệu bằng đồng ở trong là rất là sạch luôn á. Rồi đây là mã số 12. Rồi mã số 13 là một sản phẩm đến từ đất nước Gia Băng, Nhật Bản nữa nha. Đó là một cái dòng điện thoại cũng là thập niên 60-70 ha. Cái điện thoại này thì nó rẻ hơn hai cái điện thoại kia, cũng là quay số ngày xưa nha, nhưng mà thường những điện thoại quay số này tiếng chuông rất là hay nha cả nhà ha, tiếng chuông cổ điển rất là hay. Đây tình trạng là còn hoạt động rất là tốt luôn nha. Cái này là em bao sử dụng cho cả nhà mình ha, về nếu mà không sử dụng được cứ quay lại em đổi lại cái khác. Cái này là bao sử dụng nha, cái này có giá là 1.000.000 cho cái điện thoại Nhật này nha. Chất liệu ngoài là bằng nhựa hay cả nhà mình ha, thập niên nguyên bộ máy trong bằng đồng rất là đẹp luôn á. Rồi 1.000.000 cho mã số 13 nha. Rồi mã số 14 là hữu duyên cho những cái nhà mình thích mà mang đậm tính chất phong thủy nha. Cái này là một cái hũ tài lộc. Bên cạnh cái hũ này nó sẽ có 4 con cóc đang thả tiền trong hũ này ha. Trên đây là có rất là nhiều chữ được đắp nổi rất là đẹp. Trên đây có hình tượng dơi nè, ở dưới đáy có mộc luôn nha. Còn cái đáy là biểu tượng hình hoa sen ha, rất là đáng để sưu tầm cái hũ này nha. Hũ này chiều cao là 11 cm, rồi đáy là 10 cm nha, chất liệu bằng đồng ha. Rồi cái này có giá giao lưu cả nhà mình 1.000.000 nha, 1.000.000 cho một cái hũ hút tài lộc này ha. Cái này nó nằm ở mã số 14 nha. Rồi mã số 15 hôm nay đó là một hình tượng đã đi vào chuyện cổ tích Việt Nam ha, đó là Đức Thánh Gióng. Hình tượng Đức Thánh Gióng đang cưỡi ngựa nha, tay trái đang chỉ về phía trước, còn
còn tay phải là đang cầm một cái thanh tre cưỡi ngựa bay về trời ha, rất là đẹp nha, một hình tượng đã đi vào chuyện cổ tích Việt Nam ha. Tổng trọng lượng có khoảng 1,5 kg ngay cả nhà mình ha. Rồi chiều cao của tượng là rơi vào khoảng 17 cm nha, đế thì cỡ 13. Rồi tượng Đức Thánh Giống này thì giao lưu với cả nhà mình là 1.900.000 nha, cho mã số 14 ha, không nè, mã số 15 nha, 1.900.000. Rồi mã số 16 là hữu duyên với những cả nhà mình là ai thích những tượng Phật nha. Tượng Phật này được làm bằng đồng nha, nhưng mà được tráng men lên, thường là ta hay gọi là cái này là đồng Pháp Lam ha, rất là đẹp, rất là đáng đi sưu tầm nha. Để kỹ cho cả nhà đi, em để gần lại cho cả nhà mình xem ha, rất là đẹp, được tráng một lớp men cả nhà mình ha, nên gọi là đồng Pháp Lam ha, rất là đẹp nha. Dưới đáy đây, tượng này rộng rỗng nha, tượng này nó có tổng trọng lượng cỡ khoảng 2 kg thôi, chiều cao của tượng nó rơi vào khoảng là 33 cm ha, bề ngang là cỡ 14 cm. Rồi tượng này có giá giao lưu cả nhà mình là 2.300.000 nha, cho mã số 16 2.300.000, một tác phẩm rất là đáng đi sưu tầm nha, lâu lâu mới kiếm được về một tượng mà nó đẹp và có hồn vậy ha, mã số 16. Rồi mã số 17 là dành cho những anh mình thích uống trà nha, và thích những đồ độc lạ, thì sẽ giới thiệu cả nhà mình là một bộ ấm bếp lò ha, chất liệu bằng đồng nha. Cái tác phẩm này nó sẽ bao gồm hai bộ phận. Thứ nhất là một cái ấm là trên đây nó có biểu tượng bốn góc của bốn ấm, là có biểu tượng bốn hình con dơi đang đắp nổi lên trên này ha. Đây là bộ phận thứ nhất, cái cán thì cán gỗ ha. Rồi sau đó là có một cái lò là thường là mình dùng để mình bỏ than vô đây để mình hâm trà cho nóng ha. Cái lò có hai cái quai luôn nha, để lên đây. Rồi cái này mình để phòng khách, vừa coi tivi mà vừa hâm trà nhâm nhi trà là khỏi chê luôn ha. Cái này có chiều cao cỡ khoảng 14 cm nha, bề ngang đo được là cỡ khoảng 15 cm ha. Rồi bộ này giao lưu cái nhà 1.600.000 nha, cho mã số 17. Rồi tiếp theo mã số 18. Rồi mã số 18 hôm nay là giới thiệu cả nhà mình một bình đồng nho sóc nha, hàng thủ công, được làm sắc nét từ những chi tiết nhỏ nha mà mình không thể bỏ qua được ha. Thường cái tích nho sóc là cái tích này có từ rất là lâu đời ha. Những chú sóc mà lạc vô những vườn nho thì lúc nào cũng ấm no hạnh phúc hết nha. Chiều cao là cỡ khoảng 36 cm, bề ngang là cỡ khoảng 11.5 nha. Sóc mà lạc vô vườn nho là giống như là chuột sa hữu nếp nha, không thể nào mà đói được chứ. Hàng này được làm thủ công sắc nét nha, từng những con sóc nhỏ luôn nha cả nhà mình ha, được chạm rất là đẹp, hàng thủ công nha, được gò rất là tỉ mỉ. Cái này nó có tổng trọng lượng 6,5 kg. Rồi cái này thì giao lưu với cả nhà mình là 3.800.000, cho mã số 18 nha, mã số 18. Rồi tiếp theo mã số 19. Mã số 19 cũng là mã số cuối cùng của buổi chiều tối hôm nay nha. Đó là một chiếc thuyền bồm thuận bồm xuôi gió ha, mang đầy vàng bạc châu báu nha cho những chiếc thuyền này ha. Bên cạnh đó là có những cánh bồm trên đây. Rồi trên những cánh bồm này thì có hình ảnh, đó là một con rồng nha. Con rồng mà chở rất là nhiều tiền trên đây ha. Ở đây nó có hình tượng là cá heo dưới biển. Đây rất là đẹp nha, một sản phẩm rất là đáng để sưu tầm, để mình để trưng bày phòng khách hoặc là bàn làm việc của mình nha. Mang ý nghĩa là lúc nào cũng là thuận bồm xuôi gió hết nha, thăng tiến trong làm ăn hoặc là kinh doanh ha, rất là đáng để sưu tầm nha, lúc nào cũng thuận lợi hết ha. Tổng trọng lượng của nó là cỡ khoảng 1,5 kg cả nhà mình ha, chiều cao là 19 cm, bề ngang là 21 cm nha. Rồi cái này giao lưu cả nhà mình 1.200.000 ha, cho một chiếc thuyền bồm xuôi gió ha.
và đây cũng là mã số cuối cùng của buổi chiều tối hôm nay nha. Rồi cảm ơn cả nhà mình đã xem và ủng hộ em trong thời gian qua nha. Chúc cả nhà mình một buổi tối thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. Nhớ bật tivi lên hàng ngày coi là những clip của em ha. Rồi cảm ơn cả nhà mình nhiều nha. Hẹn gặp lại clip ngày mai nha.